Hey yo, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh Trải nghiệm TV của mình. Và sẵn đây thì mình xin nhắc với anh em là vào mỗi đêm của mỗi ngày thì ở đầu hôm thì tầm khoảng 6:30 thì mình có like hoặc là up clip ở trên kênh là YouTube Trải nghiệm TV. Còn ở 8 giờ tới 8 giờ 30 thì mình có like cái con game Lock 2 và Lock 3 ở trên là TikTok. TikTok của mình ID là ba cần câu nha anh em. Thì anh em có thể là vào trong đó để giao lưu chia sẻ, bên mình có hỗ trợ gói code rất là tốt nha. Và hôm nay mình giới thiệu chia sẻ review cho anh em biết luôn một cái bản master mà anh em cực kỳ mong chờ của một phiên bản chuẩn của PC nó sẽ như thế nào. Thì hôm nay là cho anh em biết mình sẽ giới thiệu chia sẻ cho anh em một cái bản master của Ma Dịch Chiến và đi theo một cái lối là chuẩn của PC. Thì ở một cái clip trước là mình đã có làm hai clip là điểm master của một con lock container và một con là lock 2. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái con ở xe sành 15. Vì mình đã có chia sẻ với các anh em rồi, ở những cái con game thời kỳ đầu không có đồ thì anh em cộng cho mình là công. Còn nếu có đồ như điển hình là con game Lock 2 và Lock 3 thì anh em hãy cộng vào thủ và đi, nối đi đôi với thực hành. Hôm nay mình sẽ vào trong đây chia sẻ cho anh em thấy là một cái bản master chuẩn của một cái con ma kích chiến ở trên PC và nó sẽ như thế nào. Và ở đây là mình có một cái skill good của em ấy cực kỳ đẹp anh em, chém ra những cái luồng lửa. Ở đây nó có hai cái skill, một cái skill là chém ngang nó chỉ có một luồng thôi, còn cái này là skill good nó sẽ chém hai đường. Vì nếu mà đã dấn thân vào chơi cái con nhân vật Magus thì các anh em đi cái hội chiến thì sẽ thấy nó mạnh mẽ cực kỳ anh em. Nhìn vô tuy là cái tầm đánh của nó cực kỳ hạn hẹp, cực kỳ găng, nhưng mà mình quét cái nào nó xuống cái nấy vì chơi theo một cái đam mê anh em. Nếu mà chơi theo hệ phép thì mình đã có nói đi nói lại à, chơi hệ phép thì các em chơi cái con đắt quay phù thủy thì nó sẽ lạnh hơn cái con Magus rất là nhiều. Và đi thẳng vô vấn đề là cho các em xem cái điểm master của mình đây. Ở đây là mình có một cái bảng điểm master đâu đó mình đã cộng cho anh em thấy nè. Ở cái top đầu tiên thì mình sẽ cộng phí cho nó là 15 điểm. Ở đây vì sao? Vì khi mà chúng ta trụ chân qua đêm thì anh em cái thứ nhất anh em không có gương nhiều, các anh em để chứa mana. Cái thứ hai các anh em không có nhẫn để hồi mana. Cái thứ ba là các anh em không có vũ khí để hồi mana thì bắt buộc anh em phải tốn vô cho mình là 15 điểm. Vì con Magus đó mana nó sử dụng cũng hạn hẹp thôi, 5 điểm là các anh em quánh vi vu từ sáng tới chiều, từ chiều tới tết luôn không hết nha. Thì các anh em tốn phí vào trong đó cho mình. Và quay lại cái tab C là cái tab mà nhiều cái phiên bản ở trên PC người ta sẽ cộng nhiều nhất có thể. Ở đây các anh em thấy là trên đây mình sẽ cộng 10 điểm và cái ô là tấn công BWM. Ở dưới đây là mình sẽ đi theo sát thương theo là hai tay một kiếm chứ không phải là hai kiếm hai tay nha. Vì có vũ khí nào mình sẽ dùng vũ khí nấy. Chơi theo một cái hướng là cày chay, chơi theo một cái hướng là cày cuốc thì các anh em đến với cái kênh của mình thì các anh em đã biết rồi, mình có cái gì mình dùng cái nấy chứ không phải là đưa vô trong đây phải đồ whip nhất, đồ ngon nhất và đồ là khủng nhất để mà mình lên clip. Lấy quay thì chắc nó không có đâu anh em. Đồ của mình whip nhất thì cũng là whip nhất trong cái ạc của mình thôi, chứ mà so với người ta thì không bằng cái trái cà trái bắp gì đâu. Hai cái cầm vũ khí tăng đam thì mình đã có cộng vào trong đây cho nó mắc binh đấy. Và ở đây chúng ta cũng có một cái hồi mana. Khi mà các anh em cộng vào chưa kịp đã có những cái điểm này nè thì các anh em farm nó không có được, farm một chút xíu là nó sẽ hết nha. Khi mà có rồi anh em có thể là cộng qua bên phần SD hoặc cộng qua bên phần là like là cái dòng HP. Và cái dòng SD này nè, khi chúng ta solo 1-1 nó không có hiệu quả, nhưng mà chúng ta đi kết bãi quái mà BK là nó sẽ có hiệu quả. Vì sao? Vì khi chúng ta vừa giết quái vừa hồi SD thì một số anh em cộng và cô này đỡ, nhiều khi người ta trụ bãi quái á là vừa bị phá SD thì farm quái nó sẽ có lợi nha. Nhưng mà mình thích vào cái Omana này hơn vì nó giúp cho chúng ta treo quái qua đêm không có bị hụt hẳn mana. Vì mana là một cái nguyên liệu, một cái nội năng chính cho khi mà chúng ta đi farm. Thì như vậy anh em có một cái phần nào đó nó cứng cáp và giữ bãi tốt hơn. Tiếp theo thì mình ở đây nó có hai hướng, một hướng là dùng chiến nè, một hướng là dùng phép. Thì mình đang đi bên hệ kiếm thì các anh em dùng chiến là vật lý nha anh em. Bên đây là phép đây, tăng phép thuật tối đa, bên đây là tăng công vật lý tối đa, dưới đây là tối thiểu và bên đây là cũng tăng phép tối thiểu luôn. Ở đây là các anh em cộng vào trong đây cũng được và không cộng cũng không sao. Vì ở một cái giai đoạn đầu thì các anh em đâu có nghĩ tới chuyện mà đi BK đâu anh em.
các anh em phải lủi thủi vào những cái bãi quái, quánh làm sao cho nó tốt nhất có thể, farm quái kiếp quái cho nó nhanh nhất có thể, thậm chí là chúng ta phải cần one shot là one hit, quơ một cái cho quái chết liền, chứ không phải là chúng ta đi bk để còi nhây. Vì ở thời gian đầu làm gì có đồ anh em, không có đồ cái thứ nhất, không có gg là cái thứ hai, và cái điểm master của mình là không có là cái thứ ba, nên anh em chỉ việc là farm quái thôi. Hai cái ô này là cho chúng ta là khi bk thì nó sẽ tự hồi lại hp và tự hồi lại HD thì không cần thiết, nhưng mà bên đây bắt buộc anh em phải cộng. Vì khi mà mình quăng ra cái vũ khí, có vũ khí nào dùng vũ khí nấy, mình nói theo hải cại nha, thì anh em không có cái dòng là nhân hai sát thương, không có cái dòng là sát thương hoàn hảo, thì ở đây là cho chúng ta những cái tính năng ở đây, anh em có thể là cộng vào trong đây. Đó, ở dưới đây là tăng sát thương vật lý lên, ở dưới đây là loại bỏ phòng thủ, các anh em cộng cũng được và không cộng không sao, vì một số anh em có gợi ý cho mình cộng vào ô đó đi, nó cũng là loại bỏ phòng thủ của quái, là mình kiếp quái nó sẽ được nhanh hơn khi mà mình không cộng vô. Thì cái đó là mình test chưa có ra và mình chưa có biết là cái phòng thủ quái ra sao, nhưng mà khi dưới người thì nó là hiệu quả rất là cao. Thì như vậy cũng cộng theo anh em, tại vì có chia sẻ, có góp ý là những cái gì hay thì người ta mới góp ý, người ta mới chia sẻ, còn những cái mà không hay thì không ai nói làm gì, tại vì những anh đó là bờ gồ, người ta đã xào chẻ nấu nướng luộc tất cả nhừ tử hết anh em, nên người ta sẽ nhìn vô, người ta sẽ chấm điểm một cái bảng master của anh em, rồi người ta sẽ góp ý chia sẻ, cái đó là rất cảm ơn anh em luôn. Và những anh em nào mà có bờ gồ của cái con MG xem tới đây á, thì tiếc gì cho em ấy một like, một comment góp ý để anh em vào sau có những cái mà nền tảng vững chắc để khi chơi gia nhập vào cái con game không bị hụt hẳn nha. Thì như mình đã nói các anh em, ở một cái giai đoạn đầu các anh em hãy farm hết cho mình vào cái tab C đi anh em ạ. Vì đây là một cái con game thuần và chuẩn ở trên PC, nhưng mà được một cái là anh em có thể on ở trên mobile được, cái đó là một cái vui để cho anh em có thể làm on hai nền tảng, một cái là mobile, một cái PC, là cho các anh em trải nghiệm tẹt ga luôn anh em, không có cái gì chướng ngại hết. Và tiếp theo là một cái tab B, tiếp theo là tăng kỹ năng, tăng cái sát thương của kỹ năng chúng ta lên. Thì anh em dùng cái gì, như ví dụ là các anh em phải cộng phí vào trong sấy kiếm này 10 điểm nè, rồi chúng ta mới cộng được là tăng đam vật lý lên. Ở đây là mình rốt cuộc mình chỉ lấy nè, các anh em cộng bên đây nha, cộng hướng nè, quét nhà các anh em cũng phải cộng vô nha, cộng vô đây. Nhiều khi các anh em đổi gió lên, các anh em quét đặng nó có cái lượng đam lên, thì ở đây mình sẽ lấy dài xuống tới cái dòng là maximum life, là maximum HP khi chúng ta bị BK hay là bị quái cắn gì đó là sẽ hồi nhất. Và cái điều quan trọng, các anh em bỏ hết những cái này, các anh em không cần cộng mà các anh em hãy cộng vô cái ô này, vì chủ yếu và cốt lõi các anh em cộng vô cái ô này 10 điểm thì các anh em mới học được một cái skill good của bên chiến. Thì các anh em nên cộng vào trong đây, hoặc là các anh em có thể là trải nghiệm, vì chúng ta mua cái giá tẩy cũng không có mắc lắm, có thể cài bot mà anh em, có thể cài bot, vì chúng ta có thể là sáng chế ra một cái bản master gì đó là của riêng mình, nó hay ho, nó đi theo một cái hướng mình đồ cùi mà mình cho ra một bản master nó cực kỳ hiệu quả nè anh em, thì có thể là bot bài chia sẻ để những anh em nào mà người ta không có thời gian cài cái thứ nhất và người ta không có cái nền tảng chơi cái thứ hai, thì người ta nhìn vô trong đó là người ta nói được nè anh em, dẫn bụng nè, đậu bắp cộng theo cái bản này được nha, thì người ta sẽ mạnh dạn người ta gia nhập vào cái con game, thì cùng nhau nung đẩy và cho nó bốc khói lên, cho nó lan tỏa cái con game MMO mà một thời của tuổi thơ tới tận bây giờ luôn. Những anh em đã chơi tới bây giờ á, 8x 9x đó, thì coi đây là một cái là khắc cốt ghi tâm không thể quên được đâu. Một số anh em thì chưa từng biết tới, và một số anh em nói tới đâu á thì là người ta sẽ thấm tới đó, và người ta biết từ đường đi nước bước, người ta biết, nói chung là nhìn chỗ ở bên kia luôn nha anh em, chứ không phải là nhìn chỉ nhìn ở đây không thôi. Thì mình nói như vậy cho anh em dễ hiểu, chứ mình không biết tả làm sao để cho anh em biết là cái cảm nhận và cái cảm giác của những anh bờ gồ, người ta đã bỏ công sức ngày đêm nghiên cứu, và có người nghiên cứu ra, tính ra cái lượng đam tay, rồi trừ đam HP, rồi trừ đam mana, rồi người ta chia ra ui rất là nhiều. Chừng đó mình cũng sẽ có một cái clip phân tích sơ về cái đó, tại vì anh em hỏi mình là mỗi một màu đam thì mình đã có up bài, đã có chia sẻ cho anh em mỗi một cái màu đam nó khác nhau sẽ như thế nào, thì cái đó mình đã có làm, nhưng mà nó hơi ít nha, tại vì trong một clip thì mình sẽ có để một cái hình ngắn gọn thôi, cũng không có nhiều, tầm khoảng 10 mấy giây, thì nhiều khi các anh em tua qua cái đoạn đó thì các anh em không biết là cái lượng đam nào là nó cái màu nào, nên các anh em khó mà biết được. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các anh em một cái hướng chiến nó chưa lên được mắt pin nó sẽ nằm ở chỉ số là 800 là mình có thể là qua cái bên master khác nha anh em.
Thì như vậy mình sẽ cố gắng cài lên để cho nó lên một cái mục 800, rồi mình sẽ làm nhiệm vụ và làm tiếp cho anh em. Hôm nay á, thì mình cũng đã có đi cài, đi cuốc, làm theo yêu cầu các anh em. Các anh em yêu cầu con gì thì mình sẽ làm con nấy, nhưng mà chưa có đưa con nào lên cao nhất có thể. Thì chừng nữa mình sẽ làm cho anh em biết là một cái nhiệm vụ 800, rồi lên 800 mình cài Hunter. Cái điểm Hunter là gì? Hunter nó cho chúng ta là tăng đam, tăng thủ, rồi dân dân rồi mây mây. Chừng nữa sẽ có clip cụ thể, có những thông tin cụ thể là anh em sẽ dễ hình dung hơn. Còn hiện giờ chỉ nói phát không anh em, nói qua cái miệng không ai nói không được, nói được là làm phải được nha anh em. Chừng nữa mình sẽ cố gắng mình làm để phục vụ cho anh em, vì anh em chưa biết cái điểm Hunter là gì. Hunter là nôm na dễ hiểu cho các anh em biết là một cái điểm ẩn để hỗ trợ cho chúng ta tăng công và tăng thủ. Nhưng có một cái là khi chúng ta bơi cai người ta thắng ở trong giai đoạn mà cài Hunter thì mình sẽ giành được điểm người ta, còn người ta bơi cá mình thì mình sẽ bị mất điểm Hunter của ngày đó. Nói nôm na cho anh em dễ hiểu nha. Và các anh em nghĩ sao và nhìn ra sao cái bảng master của mình cộng theo cho em ấy là toàn bộ đồ cùi, đồ tăng thủ, tự cài, tự quăng ra, tự mặc và tự build cái bùi điểm lên. Và chia sẻ cho anh em biết luôn một cái thông tin nho nhỏ, thì ở đây nó có cân đo đong đếm. Ở đây các anh em nhìn vào trong đây đây, cái max top của mình đó là chỉ có 1.000 nha. Các anh em cộng tóc nhiều quá thì nó cũng không có nói lên cái độ nguy hiểm. Các anh em phải cộng vào cái điểm chuẩn đó nha anh em. Đây là một cái gợi ý nhẹ. Ở đây tầm khoảng là trên 20k, 23k đảo lại. Kèm theo đó là cái trang bị của mình. Các anh em có thể là đưa vào trong đây là cái dòng super. Kèm theo đó là các anh em có thể là đưa cái nhẫn hoặc là dây chuyền thêm nhập super nữa. Nó sẽ tăng thêm một cái phần nào đó đặng mình lấy đam dùng hết vào cái đam chuẩn của nó. Đi bên chiến thì STG, đi bên phép thì các anh em cứ việc phang vào ENE thì nó sẽ có tăng cái đam chuẩn của nó lên. Các anh em thấy là cái lượng đam mình lên khá ổn. Đây là cái set đồ của mình quăng ra. Magit này thì mình cho cũng rất là nhiều, 2-3 bộ rồi. Đấy. Cái win thì cộng không nha. Cái này chưa có nâng cấp lên nữa anh em. Nâng cấp lên rồi nó sẽ cực kỳ bá và cái đam nó cực kỳ to nha. Ở đây thì các anh em thấy không, quái của Phoenix thì mình solo nó rất là tốt luôn. Ở cái giai đoạn là mình chỉ có là 75 GG thôi chứ chưa được 100 nha. 100 là các anh em sẽ thấy cái đam nó sẽ cực kỳ to, nhưng hiện tại ở bây giờ là nó đã rất là khỏe rồi anh em. Có thể là solo được, có thể là kéo được rồi. Đam nó rất là to rồi. Khi mà mắt đam nó có lên là 100 mười mấy k đó anh em. Các anh em nhìn kỹ rồi, mắt đam nó sẽ lên rất là cao nha. Các em nhìn và đánh giá giúp mình nha. Và video chia sẻ review một cái bảng master cho anh em biết và tham khảo. Đây là một cái clip demo để các em tham khảo thôi chứ không khuyến khích là các em phải cộng theo nhất nhất theo mình nha anh em. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video clip lần sau nha.